Một chiếc Seiko Prospect dành cho các bác đam mê chạy bộ. Lại một chiếc nữa đây, nhưng mà cái này thì nó sẽ là màu xanh lá cây. Quyển hướng dẫn sử dụng này, một cái thẻ bảo hành nội địa Nhật này, valid only in Japan. Chiếc này được bán ra bởi một cửa hàng tên là Sport Authority ở tỉnh Gifu các bác nhé, tỉnh Gifu, và nó nằm ở bên trong một cái Ion Mall, shopping mall ở Gifu. Và họ ghi luôn ở đây là Sport Shop Gente, có nghĩa là chỉ giới hạn bán ở trong những cửa hàng thể thao thôi. Và cái này thì nó dành cho những anh em mà đam mê chạy bộ ở Nhật dùng. Đó, Super Runner Seiko Prospect Super Runner. Chiếc này có mã là SBEF015. SBEF015. Đó. Super Runner. Chiếc này nó là hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó đẹp lắm các bác, đẹp phải đến cầm 98-99%, nó chả có tí vết gì cả. Đây các bác có thể thấy là trên thân vỏ này không có một tí xước nào luôn. Đây có một cái chấm nhỏ này, không biết nó là cái gì. Dây cao su này hầu như không có dấu hiệu sử dụng, mặt đáy còn sáng choang. Tình trạng nó còn khoảng 98-99%. Ngang của nó là 43,5. Và đeo trên tay thì nó sẽ có tương đương với size khoảng tầm 40-41 của đồng hồ tròn các bác nhé. Size 40-41 của đồng hồ tròn. Mặt dial thì các bác sẽ thấy nó rất dễ nhìn, nó thiết kế là mặt dial với màn hình LCD rất to để chúng ta dễ nhìn trong khi chúng ta chơi thể thao dưới nước, hoặc là chạy, hoặc là bơi lội, hoặc là đi xe đạp. Đó. Đó, có chức năng bấm giờ thể thao này, có chức năng lưu trữ các cái thông tin. Nó có thể lưu trữ được tới 300 cái thông tin bấm giờ. Chúng ta sẽ có đồng hồ đếm ngược, có alarm, alarm 1, alarm 2, alarm 3, alarm 4, alarm 5, có giờ thế giới này. Đó, chế độ thời gian hiện hành, có lịch ngày, lịch thứ, có kim giờ, phút giây, có hiển thị giờ, phút giây, có lịch ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022. Đầy đủ các thứ. Và nó sử dụng năng lượng solar, và các bác có thể kiểm tra mức pin ở cái góc dưới này. Solar này, 300 thông tin lưu trữ. Đó, chiếc này đẹp, rất đẹp đấy các bác ạ. Xanh lá cây. Đó. Đeo cái này để đi chạy. Tất nhiên là bây giờ cái điện thoại của chúng ta nó đã tích hợp rất nhiều thứ rồi. Đồng hồ bấm giờ, đồng hồ đếm ngược, rồi các ứng dụng để chạy bộ. Ví dụ như là nó sẽ tính cho chúng ta cái khoảng quãng đường chúng ta chạy bằng công nghệ GPS, sẽ có cả tính ra được các cái lượng calo tiêu thụ. Tuy nhiên điện thoại thì nó có một cái rằng là em biết là có những bác chạy bộ là các bác không muốn mang điện thoại theo. Thứ nhất là vì nó nặng, nó lịch kịch. Cái thứ hai nữa là khoảng thời gian đi bộ là khoảng thời gian họ muốn là thư giãn thực sự, tìm lại với lại cơ thể mình, cho nên họ không muốn dùng điện thoại. Và ở bên Nhật thường là người ta khi đi chạy là sẽ để điện thoại ở nhà và sử dụng các cái đồng hồ này, tức là chỉ có cuộc sống ở xung quanh thôi chứ không liên quan gì đến điện thoại, internet các thứ nữa. Đấy, thế nên là những chiếc đồng hồ này ở Nhật nó rất nhiều. Và hiện tại bây giờ ở chỗ em bây giờ là đang về gần chục chiếc rồi, nhưng mà chưa có thời gian lên, thì em sẽ lên sau vào một video nào đấy. Còn chiếc này thì hiện tại là như các bác có thể thấy là tình trạng của nó như vậy. Để chống nước là 100m nước, sử dụng bộ máy S680, năng lượng mặt trời, không cần phải thay pin. Made in China này, nhưng mà nó là hàng chính hãng của Seiko,
được lắp ráp và kiểm định tại nhà máy của Seiko tại Trung Quốc và làm cho thị trường nội địa Nhật. Chiếc này nó là hàng chính hãng, cũng giống như cả iPhone 13 của các bác là nó cũng sản xuất made in China đấy, nhưng mà nó là made in China xịn chứ không phải là hàng tàu, hàng nhái. Chiếc này hiện tại bên em có giá là 1.650.000 và có mã là 3349 các bác nhé. 3349.